Có một trái bưởi này nó khi nó nằm ở trên cây nó bị hai cái nhánh kẹp nó lại vậy đó, cho nên nó xấu xí, không dám cho ai ta để lăn lóc. Bây giờ lôi ra sẽ ăn thử, bảo đảm ở trong ruột nó cũng ngon, nhưng tại vỏ ngoài nó xấu xí thôi, nó bị kẹp giữa hai cái cành như chữ V vậy. Có liền come here, I have something good for you if you like it. What is it? Like your neck? Little?